cái việc mà em không chào cờ buổi sáng là một trong những cái dấu hiệu sớm nhất để chúng ta nhận biết được là gì, có các cái vấn đề về tình dục, và chúng ta sẽ phải tìm cách để chúng ta tăng cường cái testosterone tự nhiên lên. Em mình dùng cái vấn đề này không? Có anh ơi, dạo này em ngủ dậy không thấy cậu nhỏ nó chào cờ thì có bị sao anh? Không thấy chào cờ. Tức là trước đây thì vẫn chào cờ nhưng bây giờ không chào cờ. Vâng. Mẹ không chào cờ như này, bởi vì sao buổi sáng nó lại chào cờ? Bởi vì cái hiện tượng đây là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường. Ở đàn ông ấy thì buổi sáng sớm thì cái nồng độ testosterone bây giờ nó là cao nhất. Thì khi mà nó cao như vậy thì nó có hiện tượng chào cờ sinh lý để nó cái gì tuần hoàn máu đến cái phần dương vật nó bị được trao đổi với nhau thì nó sẽ đảm bảo cái chức năng tinh hoàn. Và khi mà buổi sáng không chào cờ nữa thì nó sẽ có là những cái dấu hiệu rất sớm của cái việc gì suy giảm cái nồng độ testosterone. Thế đợt này thì khi mà sinh hoạt thì ham muốn tình dục em thấy nào? Bị giảm nhiều. Chiến đấu giảm đi đúng không? Bởi vì đơn giản một cái điều như này này, khi mà buổi sáng nó không chào cờ thì nó là một cái dấu hiệu sớm của cái việc là có thể là gì? Cái quá trình mà mình testosterone trong cơ thể nó giảm thì nó kéo theo rất nhiều những cái vấn đề. Bởi vì testosterone nó được tiết ra rất nhiều vào ban đêm, tức là khoảng tầm từ 11 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Và nếu mà bây giờ nó bị giảm như vậy, có thể trong thời gian vừa qua em có bị căng thẳng stress gì không? Có chút về công việc. Công việc căng thẳng stress đúng không? Thì các yếu tố này ảnh hưởng đến việc testosterone như này, căng thẳng stress kéo dài, thức khuya hoặc là ít vận động thể chất, rất nhiều những cái vấn đề nó kèm theo nó làm testosterone bị suy giảm. Và khi mà testosterone nó suy giảm thì nó dẫn đến các vấn đề kèm theo. Ví dụ như là gì? Đơn giản cái việc mình ham muốn, mình chiến đấu, vấn đề cương, vấn đề thời gian nó bị ảnh hưởng rất nhiều do cái đặc tính của testosterone quy định. Nguyên cái việc mà em không chào cờ buổi sáng là một trong những cái dấu hiệu sớm nhất để chúng ta nhận biết được là gì? Có các cái vấn đề về tình dục và chúng ta sẽ phải tìm cách để chúng ta tăng cường cái testosterone tự nhiên lên. Em mình dùng cái vấn đề này không? Có nhỉ. Vậy thì làm cách nào để tăng cái testosterone tự nhiên lên anh? Cái testosterone nó tăng tự nhiên nó sẽ có cách này. Một là gì? Chúng ta phải tác động cái quá trình sản xuất của nó. Hai là chúng ta phải ngăn ngừa những cái yếu tố có hại cho nó. Thì ví dụ đầu tiên là tăng cường sản xuất lên thì cách đơn giản là gì? Ăn uống, ngủ đủ giấc, ngủ đủ giấc, ngủ sâu giấc là một trong những điều kiện quan trọng này. Cái thứ hai là testosterone được tiết ra từ tinh hoàn và tuyến thượng thận. Thì chúng ta gì tránh những cái môi trường có nhiệt độ cao thì nó làm ảnh hưởng đến chức năng của tinh hoàn. Và cái điều tiếp theo này, chúng ta hạn chế rượu bia, thuốc lá và các cái chất kích thích. Ví dụ như nicotine nhá, mà ông hút thuốc, hút thua. Đấy, hút thuốc lá, ôi trời ơi, các cái thể loại này nó làm ảnh hưởng cái testosterone của ông luôn. Cái thuốc lá, cái nicotine nó vào trong người ấy, thì nó sẽ làm cho cái gì? Là ngăn cản cái quá trình sản xuất testosterone. Thức khuya hoặc là gì, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử mà đút vào túi quần này là nó gần như là nướng tinh hoàn luôn. Hoặc là gì, ban mùa hè như này mà ra mà ngồi lên cái yên xe máy mà nó nóng như vậy thì nhiệt độ tinh hoàn nó bị ảnh hưởng, thì nó làm giảm ảnh hưởng cái testosterone. Và cái thứ hai, một cái điều quan trọng nữa này, cái testosterone ở người đàn ông ấy thì cứ từ 30 tuổi trở đi mỗi năm nó sẽ giảm khoảng từ 1-2%, tức là người ta gọi là cái quá trình mãn dục. Và trên độ tuổi 40 thì testosterone nó chỉ còn khoảng tầm 75% so với lại lứa tuổi trước thôi. Nên là bắt đầu chúng ta cảm nhận được những cái sự thay đổi, và testosterone nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì cái việc chúng ta cải thiện là gì? Việc ngủ đủ giấc, tập thể dục, ăn đủ chất, tránh căng thẳng stress kéo dài. Căng thẳng stress thì nó sẽ tiết ra cái hormone là cortisol, và cái cortisol nó lại là một cái kẻ thù rất lớn của testosterone. Em hình dung cái điều đấy không? Và loại bỏ những cái yếu tố có hại ra thì nó sẽ làm cản trở gì? Nó sẽ làm cho chúng ta tăng cường cái tổng hợp testosterone. Và khi mà có testosterone thì mẹ nói người đàn ông như anh em mình mà có testosterone thì nó tuyệt vời lắm. Ham muốn tăng này, sức chiến đấu tăng, giọng nói mạnh mẽ hơn. Đấy, năng lượng để chúng ta chiến đấu, chúng ta chinh phục những cái mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta. Nên là gì? Bỏ ngay các cái thói quen cho anh. Hút thuốc lá phải bỏ ngay. Đấy, rượu bia tuần mấy lần? Tuần chắc được lần. Tuần một lần, tức là uống rượu ít đúng không? Nhưng mà ông này mắc cái gọi là hút thuốc, thức khuya đúng không? Và rất nhiều những cái thói quen như sử dụng điện thoại thì cứ vứt hay ngay đầu giường ấy, thì nó cứ kéo theo rất nhiều những cái yếu tố như vậy, thì nó làm cho cái testosterone nó bị giảm nhiều và dẫn đến hiện tượng là gì? Dấu hiệu là chào cờ buổi sáng là một trong những dấu hiệu đầu tiên để chúng ta phát hiện cái tình trạng testosterone bị suy giảm. Testosterone vô cùng quan trọng với người đàn ông như anh em mình. Hình dung không? Cảm ơn anh nhé. Ok.